Nếu là đợt ý anh ấy bảo Thua. là ngọt, anh bảo là ngọt mà Thua. mình chưa chưa bao giờ thưởng thức được quả ngọt. Không bao giờ có ngọt. Chua lết đít. Anh ấy bảo là anh bảo cứ Đây chín đây, đi. đây nhá. Non. Non thì ui giời ơi, như thế này thì ấy gì nó phải to cơ. Yêu. Nó phải to cơ. Nhà em có Làm lưu mà to nó tướng nhưng đã mà nói là nó non lại còn liệu ta kinh. sai nhỉ. Nhưng nó phải chua. Cái giống này lại còn sai hơn cả giống này. Ừ. Giống ta này, à, giống giống siêu hoa này. Giống Ủa này sai là thế. sai mà đậu quả ấy. Đây là chị chiết. Ui vứt đi, chua lắm, chị chịu. Đi. Nó phải chín cơ. Để về đặt xem là nhân ra xem được bao nhiêu. Đây lấy thì là có số rồi đúng không? Đấy. Thì là Bảo nó. Nhưng mà đợt ý mình lại thấy là nó lại không tím như cái thằng kia, nhưng mà đến đây bây giờ lại tím ngắt ngặt nhỉ. mày không để ý chưa? Có để ý rồi. Mà chị gọi chị hình như chị gửi cả qua Zalo cho Gửi mày. rồi. Cả bầu được có 1,6 m. Tán to phết. Ra cái kia chắc là sai hơn đấy. Cây kia hôm chị không có ở đây, chị cho mở vườn vào để lấy.